trong không khí cả nước tươi vui chào đón xuân Đinh Dậu với tiết trời ấm áp của những ngày đầu năm mới, được sự đồng ý của đại gia đình, anh em con cháu của cố khác tổ chức lễ mừng tuổi cho ba thành viên tuổi Đinh, một bà Phan Thị Lan, năm Đinh Sửu 1937, hai ông Phan Thái Dương, năm Đinh Hợi 1947, ba ông Phan Đăng Sơn, năm Đinh Dậu 1957. Sau đây con xin vườn bốn câu ca dao để các người công lao trời biển của cha mẹ và nhắc nhở về đảo làm con. Cùng cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thơ mẹ tính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đảo con. Nhân ngày hôm nay con xin gửi tới ông bà ba mẹ lời chúc sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và luôn là điểm tựa cho các con cháu. Kính chúc đại gia đình ta luôn đoàn kết, hòa thuận và luôn giữ mãi truyền thống của đại gia đình nhà cổ cát. Kính thưa các ông, các bác, các chú cùng toàn thể anh chị em con cháu dâu rể, chương trình lễ mừng tuổi hôm nay gồm những phần sau. Phần thứ nhất là phần tuyên bố lý do và chúc mừng, phần này đã thực hiện. Phần thứ hai là phần phát biểu của đại diện người được mừng tuổi, phần này xin mời bạn Phan Hải Dương sẽ lên phát biểu. Phần tiếp theo là phần liên hoan tiệc mặt và cuối cùng là phần giao lưu văn nghệ. Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời bác Phan Thái Dương sẽ lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa Phật Thành là bạn hiện hữu của Phật Cát. Kính thưa hai chị. Kính thưa bác Hà là tổng trưởng họ Phan Đăng. Thưa một số bạn bè thân nữ của tôi và cùng tất cả con cháu dâu rể cháu chắc nội ngoại của cô Hát, xuân Đinh Dậu đến thì trong đội ngũ các con cháu cô Hát thì có ba cái đinh, và chị thứ hai là Đinh Sửu 1937, tôi là Đinh Hợi 1947 và chị Sơn là Đinh Dậu 1957. Với cái sự trùng lặp rất ngẫu nhiên đó cho nên các con cháu đã từ giác tổ chức một cái lễ mừng tuổi cho ba đinh, được sự đón tiếp một số đại biểu vì rất thịnh tình với gia đình. Và trong số này có xin giới thiệu có thêm chỉ huy của đơn vị công an Hưng Dũng là nơi cháu Giang nhận với cháu có mặt về dự chúng ta hôm nay. Với tình cảm của gia đình, với sự cảm động khi con cháu xuất về đầy đủ, tôi xin thay mặt cho đại gia đình được phát biểu mấy ý kiến sau đây. Tôi xin gửi gắm tình cảm của tôi bằng một bài thơ với tiêu đề là Mừng Thọ Ba Đinh. Năm cũ bình thân vừa khép lại, năm mới vừa sáng đến tận từng nhà, rào rực đào mai nở nụ đơm hoa, cả dân tộc bước vào thời kỳ hội nhập. Cảnh sắc quê hương rộn ràng tấp nập, nô nước thi đua mừng đảng mừng xuân của đại gia đình ta hôm nay phải quay quần hội tụ về đây, nơi cội nguồn yêu dấu, nơi mảnh đất thiêng liêng bao đời phấn đấu đã hằng ghi nhiều kỷ niệm buồn vui để cùng nhau chia sẻ ngọt bùi đấu cần chúc lưng rừng xanh gia đạo. Ơn cha mẹ đã một đời tần tảo dậy sáng thức khuya để xây dựng cơ đồ cảnh quán đông rau cháo khoai ngô vinh hạnh thời kỳ quá đồ. Trong khó khăn đã luyện tôi chỉ con người để vượt qua gian khổ, động viên nhau chăm chỉ học hành, từng bước lớn khôn khi đất nước gặp chiến tranh, bạc cát xung phong lên đường tổng quân nhập ngũ. Bao năm tháng hành quân hành sao mụ, để lại tận hương cho con cháu muôn đời thương nhớ bác nhiều. Bác ơi, toàn gia quyến xin ghi lòng tạc già biểu tượng anh hùng, một con người cao cả đại gia đình quyến mến noi gương, luôn bảo ban nhau đoàn kết yêu thương giữ phẩm chất gia phong với bề dày truyền thống. Người ở nhà hăng say lao động trồng trọt chăn nuôi làm thượng học tổ xây, người thoát ly thì tích cực hăng say hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ.
Tết Đinh Dậu năm nay về Đông Tùng tổ chức tiệc mừng cho ba đêm tuổi 6, 7, 80. Lịch sử một năm rất phấn khởi, vui tươi, sáu anh chị em và ba người tổ chức. Đinh Sử chỉ lát tuổi 80 vẫn còn khỏe mạnh, lưng thẳng núi săn xiêng về quê đi lại thông thương. Đinh Hợi thứ hai là Phan Thái Dương, tròn tuổi 70 thiên hà bảo là người hiếm có, mắt tỏ tai tinh vận lái ô tô đi đây đi đó giúp đỡ nhân dân khám chữa bệnh hàng ngày. Hình ảnh tuyệt vời thật hiếm có, xưa nay quá hạnh phúc mà bao người vượt vòng. Tuổi 60 còn hăng lao động, Đinh Dậu năm nay sẽ trình đạo với làng, một con người luôn luôn vẻ dịu dàng. Đó là chú Sơn vô cùng bình dị. Tết đến xuân về các cháu con vô cùng yêu quý, tổ chức tiệc mừng cho cha mẹ chú bác cậu gì lên bậc tuổi cao niên. Trong niềm vui hân hoan không khí dạt dào thay mặt gia đình, xin cảm ơn tất cả. Xin mời mọi người nâng ly chúc cho hạnh phúc của ba anh em và chúc cho tất cả mọi người một năm mới nhiều niềm vui mới. Xin mời. Tiếp theo chương trình, xin mời Bằng Dung sẽ những câu hỏi bài thơ. Sau cái tiệc rượu này rồi thì các cháu đăng ký để hát, nhưng mà một nguyên tắc là phải đứng lên đây mà hát, chứ không ngồi ngoảnh mặt vào nhà. Đó là cái lý do của cái, đó là điều kiện của cái tiệc tất nghề sau buổi tiệc này. Thì bảo xin nhắc các con, các cháu như thế. Kính thưa anh Trung, tôi cũng rất phấn khởi, nhưng mà vì thời gian hơi trong có mấy văn thơ như thế này. Thơ mừng ba chị em tròn tuổi nào, xuân về đua nở trắm hoa, đón xuân Đinh Dậu lòng ta vui mừng, vui xuân khí thế tưng bừng, chúc nhau sức khỏe, chúc mừng tuổi cao. Hôm nay thắng hời biết bao, ba người tròn thọ vui nào vui hơn. Bà lát mừng tám mấy xuân, bác lục sóng thọ phú quân cập kề. Con trai dấu cháu bên kia, thông tin hiện đại sẽ chia vui mừng. Con gái cháu ngoài ở cùng, giúp bà cuộc sống chăm ông buổi chiều. Quê hương bà rất mến yêu, tuổi thơ chung sống sẽ chiều về thăm. Ông Dương mừng 70 xuân, bao năm sự việc cứu dân cứu người, về hưu đã chục năm rồi, ai mà đâu hiểu đến mời là đi. Tiền nóng không nói làm gì, cứu dân đồ thể là vì tình thương. Mong ông sống khỏe bách niên, chăm lo góp sức bình yên quê nhà. Ông Sơn là người thứ ba, cùng mừng lên nào một nhà đông vui. Tuổi đời Đinh Dậu đến rồi, tóc là chớm bạc, có người nông dân. Hai sương một nắng chuyên cần, dừng cháy nhà cửa ruộng đồng nước non. Hãy con bình rình cháu con, ló nhà ló đất lại còn ló dâu. Các con mà sẵn được máu, hoàn thành nhiệm vụ khung sáu mới nhà. Hôm nay tổ chức liên hoan, chỉ ăn mừng tuổi cùng đàn cháu con, cùng đoàn cháu con. Ba người cùng đồ tuổi tròn, 6, 7, 80 là con một nhà. Tính chúng dấu rệ nhà ta, và bình ống màu, cáo là dùng quá. Mười vương cùng với mười đống, 8 người cao tuổi của trong một nhà, chăm lo kính trọng ông bà, sống vui sống khỏe điều mà con mong. Chắc gọi tổ cháu gọi ông, xuân về vui vẻ thật không chi bằng. Xuân về ấm trời sáng, hóa xuân đua nở trên cành đào mai.
tuổi tròn đấu chỉ Tết này vài mươi năm nửa cảnh, tuổi tròn đấu chỉ Tết nay vài mươi năm nửa cảnh này vẫn nguyên. Rượu đào tá hạnh nhấc lên, chúc có trường thọ bách niên cả nhà. Xin hãy